Sáng nay, mùng 5 tháng 6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và nghị quyết số 37 NQTU ngày mùng 9 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, sau 4 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, ngày 7 tháng 5 năm 2015, Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Để việc học tập, nghiên cứu nghị quyết Trung ương 11 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu các nội dung như về phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa 12, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự đại hội khóa 12 của Đảng. Trung ương thống nhất xác định tiêu chuẩn ủy viên Trung ương Đảng, tiêu chuẩn ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó nhấn mạnh các đồng chí được lựa chọn tham gia Ban chấp hành Trung ương phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, công tâm, khách quan, trong sáng, gương mẫu chấp hành các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham vọng quyền lực, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, vân vân. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng cho biết một số nội dung quan trọng mà Hội nghị Trung ương 11 đã thông qua và yêu cầu các đại biểu quan tâm nghiên cứu, tạo sự đồng thuận trong xã hội như về mô hình chính quyền địa phương và dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đề cập đến nghị quyết số 37 về công tác lý luận của Đảng, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu các đại biểu cần tập trung khẳng định, làm rõ vị trí, vai trò của công tác lý luận. Trong quá trình nghiên cứu quán triệt nghị quyết, cần tập trung khẳng định, làm rõ vị trí, vai trò của công tác lý luận, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng và yêu cầu mới của công tác lý luận trong điều kiện tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thảo luận kỹ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua 20 năm thực hiện công tác nghiên cứu lý luận, theo nghị quyết số 01 ngày 28 tháng 3 năm 1992 của Bộ Chính trị, gắn với thực tiễn để hiểu sâu sắc hơn những nội dung nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, từ thành phố đến cơ sở, cần nhận thức đầy đủ về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đóng góp vào thành tựu chung của thủ đô và đất nước. Tiếp theo, hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 và nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.